Đêm qua tôi thức rất khuya, sáng ra mở mắt, âu vía am ải, người ngợm vẫn rõ hình hài, nhưng trời với đất, cỏ cây to đùng. Đây thực chất là khoảng sân phía sau của nhà ông hàng xóm tôi. Còn vì sao mà tôi lại trở thành một núm như thế này thì mời các bạn cùng tôi tìm hiểu lý do và cách để tôi trở về kích thước bình thường nhé. Vì trong tay không có cái gì để cầm nên tôi vớ tạm cục đá để cầm gõ cho nó có sát thương. Dưới đất cũng có những cây cỏ nhỏ và chồi cây mà tôi có thể nhặt. Tôi còn có thể chụm tay lại để trở thành một cái ống nhòm có khả năng chụp ảnh các con côn trùng để có thể tìm hiểu về nó sau này đi hành hạ cho nó đúng cách. Chiếc đồng hồ có gắn định vị của tôi phát hiện ra một nơi có phát ra sóng radio nên tôi đi tới đó và phát hiện một cái lều nhỏ có máy tính và một vài đồ điện tử khác. Dưới đất có một tập tài liệu ghi chú về một cuộc thí nghiệm nào đó cùng với hai thanh ngũ cốc trên bàn. Chiếc máy tính có vẻ như đang chạy mạng 4 chữ nên là đang lag. Bên cạnh có một cái máy có khả năng quét và phân tích các vật phẩm mà tôi cho vào, từ đó cho ra kết quả và các công thức mà tôi có thể làm ra từ nó. Nhờ thế mà sau mỗi lần phân tích tôi lại có thêm điểm, giúp não tôi lại nhăn thêm một tí. Sau khi phân tích hết những gì nhặt được, tôi có được một vài công thức có thể làm. Để cho an toàn thì tôi làm một cây giáo và một cây rìu. Ra ngoài chặt mấy mầm cây, tiếng cây đang gãy, ôi nghe thật giòn. Thế này chỉ muốn lấy đòn, gánh về nhúng lẩu, ăn mòn cả khu. Thế là tôi vác luôn theo một khúc, đem vào phân tích để có thêm công thức mới. Nó khiến não của tôi nhăn thêm một cấp và mở thêm các công thức mới. Có vũ khí nên tôi phi ra ngoài bập luôn con mọt ở bên ngoài và moi được một cục thịt từ nó. Tình cờ có một con cánh cam đi ngay qua trước cửa lều, tôi cũng lao ra bập luôn, không phải nghĩ. Có vẻ như nó cũng rất nhiều máu, nhưng mà không sao, tôi đã có căn lều cực kỳ vững chãi. Có thể cản những đòn tấn công từ nó, làm sao mà nó có thể đánh trúng tôi được. Khỏe đấy. Ở đây còn có những con kiến bò lổm ngổm lung tung, cũng may là nó không chủ động coi tôi là con mồi. Bây giờ tôi đánh được mấy con mọt thôi, nên là gặp con nào tôi bập con đấy luôn. Và nhặt được thêm các hạt cây rỉ ra từ các cành cây rơi ven đường. Sau một hồi nhặt nhạnh thì tôi quyết định làm một chiếc bếp lửa, rồi xỏ thịt mấy con mọt vào nướng lên. Tươi rói rói luôn. Sau đó tôi làm một cái bàn chế tạo giúp tôi làm được nhiều công thức khó, rồi đi chặt mấy cái cây cỏ ba lá, nhặt lấy mấy cái lá của nó để làm một cái lều đơn sơ, ngủ qua đêm tối bơ vơ một mình. Tôi thấy có cái giá để gỗ nên làm thử. Nhưng mà ngặt một cái là không có gỗ, nên tôi làm một cái giá để lá, nhấc hai cái lá thừa để vào trong đó rồi chui vào lều đi ngủ qua đêm đầu tiên. Hôm sau tôi dậy thật sớm đi chặt mấy cây tươi rồi lại cây khô. Thấy con kiến nhìn ghét quá nên tôi quại luôn. Game này cũng có đỡ đòn, với kinh nghiệm 200 giờ chơi Elden Ring tôi nghĩ sẽ có cơ chế đó, nên tôi canh thử lúc nó tấn công thì mới đỡ. Nhưng mà ở đâu lại lòi ra một con nữa. Như thế mà tôi biết được cách đỡ mà không bị mất tí máu nào. Với thời gian chơi game này 30 phút thì các bạn nghĩ tôi làm được gì hơn? Ít nhất thì tôi cũng có thể hồi sinh, nên sớm muộn thì tôi cũng sẽ thành thục được kỹ năng thần thánh này thôi. Để mặt dày nhất có thể thì tôi làm một bộ giáp bằng lá rồi lao vào nghênh chiến với con cánh cam. Nhờ tập luyện với mấy con kiến rất chăm chỉ nên tôi có thể chặn được những đòn đánh từ nó một cách chuẩn xác. Nó cũng hoảng đấy, lùi lại để chuẩn bị cho một cú húc. Nhưng mà không được đâu. Nhưng do mới đánh nó có lần thứ hai nên tôi chưa biết được hết các đòn đánh. Và kết cục thì vẫn là nằm ngửa. Sau đó tôi làm một cái giỏ để đựng những đồ mà tôi chưa dùng tới. Một cái cột để đánh dấu vị trí rồi tiếp tục đi bắt nạt mấy con kiến dẹp. Vô tình lại thấy một cái máy gì đó có nút bấm được. Có vẻ như là một cái máy phóng tia laser và cả một con quả to vật đậu phía trên. Tôi hoảng quá nú luôn vào cái lá rồi chui vào trong cái máy. Tôi cũng không biết đây là cái gì, nhưng mà tia laser bị vướng vào cái lá kia thì chắc chắn là điều không tốt. Mặc kệ con quả đứng đấy, tôi liều phi ra chặt cái lá cây đi. Nhưng vẫn còn một cái bị chập chang nên tôi đi theo hướng đó và bắt quả tang mấy con ve đang moi móc dây điện. Chả hiểu có gì ngon lành mà cứ cắm mặt vào cắn như thế. Nhưng mà mấy con này thì giúp tôi tập luyện được khả năng đỡ đòn khá là tốt.
Dây điện chui qua một cái hang khá là tối nên tôi cầm cái đuốc mà tôi đã làm trước đó, rồi xách dìu phi vào giải quyết mấy con cắn dây lẫn cả lũ dưới đất. Phá hai cục đá chặn đường, nhặt ba cái cây nấm ở trên trần. Phía cuối tôi nhặt được một cái đồng hồ, ở đây còn có hai cục đá mà tôi không phá được, cùng con gì đó đang bò bên dưới đất. Sau đó tôi quay lại cái máy, bấm vào nút kích hoạt. Rồi quay về lán, phân tích mấy thứ vừa nhặt được và chui vào lều ngủ. Tôi lang thang trong lòng đầy thắc mắc, nhưng vẫn nhặt sỏi đá, chắc quen tay. Tới nơi kia gốc cây sồi to vật, khó gieo vần quá. Cơ bản tôi đến để kiểm tra nguyên nhân vụ nổ ngày hôm qua. Ở đây có những hạt cây sồi rơi vãi. Đập ra thì tôi nhặt được một phần thịt của hạt, vỏ hạt và cái nắp hạt. Cũng chưa biết để làm gì, nhưng mà có thì cứ lấy đã. Khá nhiều những cái bọng nhựa rất là to, đập ra nhặt được khá là nhiều. Giữa gốc còn có một cái hang, ở trong đấy có hai con nhện sói đang nằm ngủ, gáy khò khò luôn. Phía sau có một cái hồ cá siêu đẹp, ước mơ cả đời mà tôi chưa làm được. Phía xảy ra vụ nổ thì có một cái cánh cửa hết sức là hiện đại, có gắn cả camera vẫn đang hoạt động. Thế là tôi chui vào bên trong và đi theo hành lang bị hỏng. Phía cuối là một căn phòng và có vẻ như nó dùng để thí nghiệm việc biến con người thành tí hon và ngược lại. Có hai cánh cửa nhưng mà tất cả đã bị khóa. Vì sắp chết khát tới nơi nên tôi mò ra bên ngoài. Phía chỗ hồ cá là một ngụm nước hồ, tiện thể xem bên dưới có gì không. Nhưng mà nhìn thấy kia thì bố thằng nào dám lặn xuống. Phía trên thì có những cái lá súng khá là rộng, chỗ này có thể làm nhà ở đây cũng được đấy. Nhưng mà nghĩ lại thì thôi thì bỏ vũng nước trong, chui vào rừng sống, cầu mong an toàn. Nhưng mà vấn đề là giờ phải khám phá hết cái phòng thí nghiệm đã. Sau một hồi đập cái cửa mãi không mở, thì tôi phát hiện ra là công tắc ngay bên cạnh. Và phía trong có hẳn nước đóng chai, tự phục vụ luôn. Tốn công lúc nãy chạy ra ngoài uống. Bên trong có một con robot bị ngã ngửa nên tôi giúp nó đứng dậy. Tuy nhiên là hình như nó dùng mạng 4 chữ nên là cứ trông lác lác thế nào ấy. Có vẻ như tôi cũng là con ông cháu cha của chủ phòng thí nghiệm này nên tôi có thể dùng quét bàn tay để bật cái máy tính lên, giúp tôi có thể mua được tri thức từ độ nhăn não của mình cũng như là nhận nhiệm vụ để tăng độ nhăn của não. Đôi khi thì tôi cũng nhặt được những cái cục tím tím này giúp tôi có thêm khá là nhiều điểm. Sau khi nhặt nhạnh hết thì tôi đi ra phía bên ngoài thì trời đã tối. Đâu ra con này vậy? Nhưng mà tao ở trong này thì mày đánh thế nào được tao? Khỏe đấy. Này thì nhện. Ngoài này còn có hẳn một cây hoa hồng cơ. Làm tôi nhớ lại 14 tháng 2 tôi không tặng gì cho vợ cả. Xin tiền thì vợ ki bo, làm sao mà có mua cho hoa hồng. Còn có một lọ nước ngọt to đùng, vẫn còn sót lại một giọt. Chỗ này mà làm nhà thì không sợ bố con nhà thằng nào luôn. Nhưng mà tất nhiên thì đấy là những gì tôi nghĩ thôi. Gốc hoa hồng này thì làm nhà cũng được, có cả nước sạch luôn. Làm quả lều ôm cục nước thì không bao giờ sợ khát luôn. Thôi thôi thôi, nhà anh, em cút. Bất lực quá nên tôi lại mò về cái lán lụp sụp của tôi, làm thêm một cái dương to để đựng đồ cho nó đã. Lúc này tôi mới để ý là lũ kiến toàn rình rình để ăn trộm đồ ăn của tôi thôi nhá. Để trở thành bá chủ của khu vườn này, tôi quyết tâm sẽ làm cho mình một cây cung. Nhưng nó lại cần lông của con ruồi, con mà tôi không biết nó đang ở đâu. Thế là tôi lại lang thang. Rồi với tình nghe thấy tiếng kêu thân thương. Ruồi thì đã tìm thấy, nhưng mà vấn đề bây giờ là làm sao bắt được nó. Khi mà tôi đứng bên này thì nó quay qua bên nọ, đứng bên nọ thì nó lại bay sang bên kia. Suy nghĩ hồi lâu thì tôi thấy nó bay xuống vũng nước. Thế là tôi lao theo làm một phát double kill. Và tôi đã có đủ nguyên liệu là một chiếc cung. Thế nhưng mà cung thì phải có mũi tên, tên thì không biết phải rền từ đâu. Nó làm từ lông và gai, mọc ra từ cây có gai. Mô tả thật sát quá đi. Cũng may là ở đấy có một cái cây khá là gần lán của tôi, và cái cây này có rất nhiều gai. Thế là tôi phi lên tận ngọn, nhổ hết sạch gai của nó, rồi đứng ngắm cái cảnh đẹp mê ly ở trước mặt. Sau đó đi tìm mấy con ve để nhổ lấy lông và về nhà làm một ít mũi tên rồi vác đi trả thù con cánh cam chết tiệt. Tôi đứng trên quả bóng chày rồi bắn thối xả vào mặt nó rồi trượt chân mà rơi xuống.
Cảm giác hơi bị ít tên nên là tôi làm thêm 30 cái nữa rồi nhặt lại số tên rơi vãi. Tổng cộng tôi có 67 mũi tên nên tôi lại lên quả bóng chày, tiếp tục bắn và đít con gánh cam. Bắn được một hồi thì một con khác xuất hiện, dương đôi mắt đỏ về phía tôi. Nhưng mà con khốn này có chiêu hú lên để hồi máu nên việc bắn không ăn thua lắm. Nhưng mà trâu đến đâu thì bắn lâu cũng chết thôi. Cũng may là hai con này nó mau quên nên là trong khi tôi đang tìm đường để chạy xuống thì chúng nó lại trở lại bình thường. Nên tôi có thể xuống và nhặt lại mũi tên đã bắn. Một người nhặt, hai con bọ vui. Kế hoạch thất bại nên tôi về lán làm một cái xẻng rồi cắm mặt xuống đất. Cứ chỗ nào rũng nước là xúc thử xem có đất sét không. Sau một hồi thì tôi nghe thấy tiếng cây gãy. Nhưng mà ngoài tiếng đó ra thì tôi chả xúc được cái gì cả. Lang thang thế nào thì tôi bị lạc ngay chỗ toàn nhện. Hết nhện phía trong lại nhện phía ngoài. Thoát nhện thì lại gặp một con bọ cánh cứng với cái chiêu bắn đống dịch như axit từ mông của nó. Nó bắn phát thứ hai thì tôi hết chỗ đứng nên tôi sắn váy chạy ngay, không thèm quay đầu nhìn lại. Thấy đi ở dưới nguy hiểm quá nên tôi leo lên lá cây, rồi thấy một quả táo cắn dở của ai đó. Tôi hướng tới chỗ cỏ khô vì ở đấy có rất nhiều kiến. Có cả những con kiến thợ rất là hung hãn nên tôi buộc lòng phải chiến đấu và kết cục thì các bạn biết rồi đấy. Tôi quay trở lại và né tránh một kiến bằng cách đi ở giữa khu đất trống, nơi mà có cái cành cây bắc qua khe nứt. Vì bên kia có vẻ như là mấy con bọ xít đang hít cỏ phê pha. Vì có mỗi một con nên là tôi dương cung lên bắn và có vẻ như kiến không leo được lên trên đây. Nên nó chỉ đứng đấy nhe càng ra dọa. Thậm chí vui vui còn rủ thêm bạn bè đến đứng chung. Thế là tôi nhẹ nhàng tiêu diệt được 3 con kiến thợ. Tình cờ tôi cũng thấy được cảnh mấy con bọ này tự đánh nhau. Thế là tôi nảy ra một sáng kiến. Sau khi thu xác mấy con kiến, tôi nhặt lại tên rồi dụ một con cánh cam vào ngay giữa tổ kiến và ngồi đó để xem kịch hay. Con cánh cam rất là cứng, tuy nhiên là với sự đông đảo của đoàn kiến thì cuối cùng nó cũng phải ngửa bụng. Bọn kiến chiến thắng sướng quá nhảy tưng tưng luôn, còn tôi thì mò mò rồi phi ra hốt xác và chạy một mạch về lán. Phân tích mấy thứ vừa mới nhặt được rồi làm luôn một cây chùy kiến đỏ, vung cực kỳ chậm luôn. Nhưng mà nếu kết hợp với việc đỡ đòn thì tôi có thể khiến nó đánh nhanh hơn một tí. Ngày hôm sau tôi đánh dấu chỗ tổ kiến rồi chạy vòng vòng để dụ mấy con bọ cánh cứng vào trong. Thế là tôi dễ dàng có được thứ mà tôi không thể đánh thắng được. Sau đó là con nhện. Nhưng ngay khi nó chỉ còn một hit thì tôi lại bắn trúng ngay cành cây. Nhưng mà khi ở giữa tổ kiến thì nó lại khác. Nhờ làm việc thông minh nên tôi đã biết cách làm chiếc rìu côn trùng và nhiều loại giáp, thứ mà tôi không cần vì tôi có phải đánh nhau đâu. Tôi thấy cái thùng đựng nước là tôi có thể làm, thế nên là tôi làm một cái, nhưng mà tiếc cái là tôi không có cái gì để múc nước cả, nên là lại vứt đấy. Vì cái cung sắp hỏng nên ngày hôm sau tôi vác đi bắn ruồi. Dù rủi thế nào cả hai con đều rơi hết xuống hố nước, nơi mà tôi tình cờ thấy thứ mà tôi vẫn đang tìm, đó là đất sét. Thế là tôi về nhà làm một cái máy quay sợi, nó giúp tôi quay ra dây thừng và sợi chỉ bằng một sợi lá và một sợi tơ, nhiều hơn 3 lần so với tôi tự làm bằng tay. Sau đó tôi tiếp tục chạy nhông nhông đi tìm ruồi. Tôi tìm từ chỗ cái máy ra tới gốc sồi, ra cả hồ cá. Vì chạy mệt quá nên tôi đi nhờ con cánh cam. Vòng vèo một lúc thì quay lại chỗ tổ kiến và lượm được xác của một con nhện. Với quyết tâm làm bằng được cái rìu côn trùng, tôi lại hì hục phi ra tổ kiến, dụ chúng nó đánh nhau với con cánh cam rồi bọ cánh cứng, rồi lại một con cánh cam nữa. Thế là tôi dễ dàng có đủ nguyên liệu để làm một chiếc rìu côn trùng, giúp tôi chặt cỏ nhanh hơn một phát. Cái lán của tôi trông nó bừa bộn và cảm giác không an toàn cho lắm, nên tôi quyết định chạy đến gốc cây sồi, nhảy lên trên cái đèn ở đấy, và quyết định sẽ xây nhà ở ngay phía trên cây sồi kia cho nó máu. Tôi định xây tạm ở trên cái đèn nhưng mà không được nên là tôi đành xây phía dưới sống tạm thời. Buổi sáng lên, nắng cài qua khe lá, tôi ưỡn người ngáp há hết mồm ra thì lại thấy một đống đất đùn đùn ở bên cạnh. Thế là tôi thử lấy xẻng xúc và moi lên được một con sâu. Tôi rút rìu ra chém và nhặt được những thứ mà tôi đang không biết kiếm ở đâu. Sau đó tôi đi chặt cỏ lấy lá, chặt bồ công anh để lấy cành. Vì đói quá nên là phải đi đập mấy cái hạt sồi để lấy thịt quả ăn. Loang ngoang tới tận chiều thì tôi mới làm được một cái bậc thang đầu tiên.
Vậy là chỉ còn 99 bậc nữa thôi. Vì nhảy mệt quá nên là tôi làm thêm một cái nữa ở phía dưới để di chuyển lên cho nhanh. Trong khi muốn di chuyển vị trí của cái giá để cành cây thì tôi nhận ra là nó di chuyển cả những cành cây ở bên trong. Thế là giờ thay vì vác 5 cành cây về thì tôi vác luôn cả cái giá để cành đi theo cùng. Thật là tiện lợi. Đến cái thang thứ hai thì nó lại yêu cầu phải có giàn giáo để đỡ. Nên tôi không thể xây theo kiểu này được. Thế tôi quay qua xây cái cầu thang xoắn. Nhưng mà cái chỗ đấy không đẹp nên tôi làm ra chỗ khác. Thế này thì có hơi kỳ kỳ ha. Thế này mới chuẩn chứ. Vì làm cầu thang xoắn cần phải có vỏ của quả sồi, nên tôi rất chăm chỉ đi nhặt. Cũng may là mấy quả này sẽ hồi lại sau một khoảng thời gian, nên tôi có thể xây chỗ này cao, cao mãi. Trước đấy thì tôi cũng quay về lán để vớt vát được tí nào hay tí đấy. Sau đó tôi bắt tay vào xây phần sàn. Nhưng do là làm cao quá nên là tôi phải xuống thấp hơn một tí thì mới đủ gần cái giá để lá cây, thì mới đặt được lá lên phần sàn được. Vì có chỗ không thể nhảy lên được nên tôi vác luôn cả đám lá lên như thế này cho nó nhanh. Tôi bắt đầu phá cái chỗ lán tạm ở phía dưới với cái dương đầy ngọc ngà châu báu. Tôi cũng phá bằng cách bấm nút X và kết quả là mất sạch. No! Việc đi lên thì hơi vất vả một tí. Để cho đỡ đau đầu, chóng mặt, buồn nôn thì tôi phải đi theo cái kiểu này. Còn xuống dưới thì tôi chỉ cần ôm bông hoa bồ công anh là sẽ an toàn đắp đất. Trong khi nhặt lá thì tôi thấy có một cái thành tựu bậc thầy nhổ cỏ. Nó là một dạng kỹ năng giúp tôi có thêm chỉ số trong những trường hợp khác nhau. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì tôi lại co giò nhảy xuống để tìm tới tổ kiến, để mất lại những gì đã lấy. Và giờ thì tôi mới biết cái dương cũng có thể di chuyển được. Đúng là ngu không để đâu cho hết. Sau khi cố nhặt nhạnh thêm một vài thứ thì tôi quay về và phát hiện ra lũ ruồi đang bu quanh cái đèn. Thế là tôi có một chỗ farm ruồi một cách dễ dàng. Nhưng mà sáng quá nên là tôi tạm thời đầu hàng. Thì hụt mãi thì cuối cùng tôi cũng làm xong cái máy quay sợi. Tôi dành cả ngày 14 để lầy lội ở phía bên tổ kiến. Tới tận tối mới về lán và làm được một cái rìu côn trùng khác để thay cho cái cũ sắp hỏng. Vì việc có cái hiệu ứng mờ mờ khi mà nhìn xa như bị cận khiến cho máy tôi cứ giật giật, nên tôi chỉnh lại để có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ từ xa và khiến cho máy không bị lag nữa. Nhờ thế mà tôi thấy cái hàng rào khá khả nghi ở phía góc vườn. Thế là tôi phi thẳng tới đó, gặp một trạm nghiên cứu khác ở giữa đường và một ổ mối hùa nhau đuổi theo đít tôi. Tới đây tôi thấy cái đồng hồ lại kêu và có một cái dây điện cũng rất khả nghi, nên tôi quyết định đi theo xem nó dẫn tới đâu. Ở đây có rất nhiều quả dâu mọng, đập ra sẽ nhặt được 3 miếng. Sau đó tôi đi men cành cây theo hướng dây điện và tìm được một cái trạm nghiên cứu khác ở đây. Sau khi làm một hớp nước ngọt rớt trên lá thì tôi thấy một cái đường dòng dọc kéo sang tít bên kia và một cánh cửa ở ngay bên cạnh. Vì không thấy còn đường nào khác nên tôi quyết định nhảy lên lá để đi qua. Trong này có hai con robot hết sức tình cảm nên là tôi buộc phải đáp trả. Thật sự thì cũng khá là mệt đấy. Ở đó có một cái dương chứa loại đá mà tôi chưa có, một cái cần gạt để khởi động cái máy cuối cùng ở các phòng nghiên cứu. Sau đó tôi tiếp tục đi, thấy một cái trứng nhện nên tôi tò mò đập thử, nên là chúng nó đập lại tôi. Lần thứ ba quay lại thì đã không còn là buổi tối nữa, nên tôi có thể nhìn rõ những cục đất sét lù lù trên đất, cũng như lấy lại được chiếc ba lô của mình và thấy thêm một trạm khác, nơi là điểm cuối của cái dây điện. Trong này có một cái dương cùng với một loại đá mới và một hộp thức ăn và một cái đồng hồ khác. Vì tới đây là hết đường nên tôi nhảy xuống dưới, đập thêm vài quả mọng nữa, thêm vài cục đất sét rồi lại lùi lên cầu thang. Mục tiêu tiếp theo của tôi chính là chiếc búa côn trùng này, và nó sẽ cần có vỏ quả mọng, thứ mà may mắn làm sao tôi vừa nhặt được cả đống. Tiện thể tôi cũng làm hai cái đèn để cuộc đời này đỡ tăm tối hơn một tí. Sau đó tôi làm một cái máy rèn dùng để mài vũ khí giúp tăng sát thương và độ bền. Và nó sẽ cần phải có đá mài, thứ mà tôi nhặt được ở trạm nghiên cứu khu cây quả mọng. Tiếp theo đó thì tôi làm một cái lưới thu xương giúp tôi có nước uống khi trời sáng. Lắp thêm hai cái rổ để hứng nhựa cây từ cây sồi. Một cái túi nhỏ để đựng nước đem theo. Sau đó chui vào lều đi ngủ. Sáng hôm sau giọt sương đã đọng trên cái mạng nhện của tôi. Thế là từ giờ tôi không phải phi tít xuống dưới để nhặt nước uống nữa. Mục tiêu tiếp theo của tôi là cái búa côn trùng này. Và giờ thì tôi chỉ còn thiếu mảnh của con bọ xít nữa thôi.
Vẫn với bài cũ, tôi dụ cả lũ lại đánh nhau, nhưng mà có vẻ con bọ xít nó khỏe quá, nên là toàn nhặt được xác mấy con khác, hết bọ cánh cứng rồi lại nhện. Tôi tìm thấy một cái máy khá là lạ, nó có thể kích hoạt được, nó khiến kích động mấy con kiến xung quanh. Thế là kiến bu lại cắn cái máy. Tôi cố gắng lao xuống dọn đám kiến, nhưng mà vì con bọ xít tới nên tôi buộc lòng phải chạy, rồi quay lại dụ mấy con nhện đánh nhau với lũ bọ cánh cứng. Chả hiểu sao ở đâu ra một lũ mà đánh nhau tới tối mới xong. Sau khi lượm hết thành quả thì tôi quay về cái đèn lấy thêm một ít lông từ đám ruồi. Hôm sau tôi làm một cái cung để dụ quái cho dễ. Trên đường tôi vô tình thấy một cái lông to đen xì xì trên đám cỏ. Thế là tôi hùng hục chặt mấy cái lá để có thể chặt được cái lông ra từng mảnh. Rồi đi farm mấy con ve. Đỡ nhiều nên tôi đã đạt được kỹ năng bậc thầy đỡ đòn cấp 1. Sau đó về nhà làm một ít mũi tên rồi cùng đám kiến tiêu diệt thành công được con bọ xít. Có khi cách này là cách farm kiến dễ nhất đấy. Thế nhưng nhọ một cái là tôi vẫn thiếu một mảnh nữa mới làm được cái búa. Thật sự là cái máy cho tôi biết được nguyên liệu nào ở vị trí nào. Nhưng mà cái nào cũng ở một khu rất là rộng nên là với tôi thì nó cũng vô dụng. Nhờ việc phân tích lông con quạ nên tôi có thêm công thức để làm giường. Và tôi làm luôn một cái để ngủ cho nó thẳng lưng. Cảm ơn quạ đã tới bên đời, cho tôi lông ấm, xốp tơi, đệm mềm. Sau đó tôi làm một cái giá treo đồ giúp tôi phơi khô các loại đồ ướt. Nhưng hiện tại thì tôi lại không có cái gì để phơi cả, nên tôi lại mò ra, dụ nhện với bọ xít đánh nhau để nhặt được 3 mảnh của con bọ xít. Tôi hào hứng chặt cái mẩu táo cắn nham nhở, tưởng là sẽ nhặt được cả cục đem về, ai dè được có vài mẩu bé ti ti. Trên đường về thì tôi gặp hai con đom đóm ở dưới gốc sồi, nên tôi lấy cung chơi luôn. Con này có mỗi một chiêu nên là đánh rất dễ. Nó để lại cho tôi vài miếng vỏ và dịch phát sáng. Sau khi làm xong cái búa côn trùng thì tôi tính làm cái cung. Nhưng mà nó cần phải có nanh của con nhện rớt ra từ con nhện sói. Và nó là con sống ở giữa gốc cây sồi. Nhưng trước hết thì tôi phải xuống trạm nghiên cứu ngay bên dưới để phân tích mấy thứ mà tôi nhặt được đã. Thấy có một cái bàn cỏ ba lá khá là hay nên tôi làm một cái chơi. Và một con bù nhìn, mặc dù là mặc đồ nhưng mà nó vẫn cởi chuồng. Chắc là mặc nguyên bộ đồ hỏng nên nó thế. Sau đó tôi đi farm thêm một ít con ve rồi đi lạc lên một hòn đá, chỗ mà có mấy con bọ bị đột biến. Thế là tôi đập hai con ve bị đột biến và bị đạn lạc của con cánh cam mà chết. Sau khi lấy lại đồ thì trên đường về tôi thấy thêm 3 cái lông quạ nữa. Tốn cả ngày hôm nay chỉ để làm được một bộ giáp kiến đỏ. Ngoài việc giúp tôi khỏe hơn, giáp dày hơn, nó còn giúp tôi có mùi của một con kiến, khiến cho mấy con kiến thợ không còn đánh tôi nữa. Thế là tôi phi luôn xuống cái hang kiến ở ngay bên dưới và khám phá. Và đúng là con kiến thợ nó không thèm đánh tôi nữa. Nhờ thế mà tôi có thể nhặt nhạnh đá thoải mái. Thế nhưng mà cái hang này, ngoài một vài viên đá to lẫn nhỏ thì nó chẳng có gì khác. Quá là chán đời nên tôi leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tôi làm thêm một cái cung nữa. Tôi thấy có công thức của làm nỏ. Thắt thương của nó thì to hơn rất nhiều so với cái cung mà tôi đang dùng. To hơn cả cái cung tôi định làm tiếp theo. Thế nên tôi làm luôn lấy một cái. Rồi chạy ra cây gai ở phía dưới, vặt trụi cả cây. Sau đó đem về làm một cái bẫy gai rồi hiu tha nó tới tận cửa phòng thí nghiệm cây sồi. Và tất nhiên là vì xa quá nên nguyên liệu của tôi không đủ. Trong khi tìm thêm nguyên liệu thì tôi thấy được một cái răng giả. Thế là lấy búa ra đập và nhặt được một cái răng sữa. Nó chả biết để làm gì. Tôi làm thêm 2 chiếc bẫy ở ngay cánh cửa vì đây là chỗ duy nhất mà tôi biết để giúp tôi có thể núp khi đánh nhau với con nhện. Thế nhưng mà nó đánh xuyên cả tường luôn. Tôi gục quay lại thì con nhện vẫn đứng ở chỗ đấy. Có vẻ như nó bị kẹt nên là tôi đứng từ trên phóng tên vào người nó. Một lát sau này nó có thêm một con nhện khác đi vào dẫm phải gai kêu oai oái phi ra. Chắc là nó đang tự hỏi là tại sao mình lại bị đau. Rồi lại phi vào dẫm tiếp. Đang bắn thì tôi nhớ là tôi có cái nỏ sát thương cao hơn. Thế là tôi đeo vào thì con nhện sói cong đít chạy mất. Và con nhện kia cũng gần chết vì dẫm bẫy. Sau đó tôi phi vào phòng thí nghiệm. Còn con nhện thì giật giật ở bên ngoài rồi lẩn đi mất. Tôi lại chạy ra bắn tên vào đít con nhện sói. Rồi tốc váy chạy vội về phòng thí nghiệm. Con nhện thì hục đuổi theo. Và có vẻ như mấy cái bẫy của tôi khiến cho nó bị đơ. Nó cứ hục đâm mặt vào tường, không màng đến đánh tôi luôn.
Thế là tôi thoải mái kéo dây nỏ rút từng cục máu của nó và dễ dàng tiêu diệt con nhện sói đầu tiên trong đời. Con nhện chết để lại một cái hang trống không với hai cục đá to đùng. Sau khi phân tích mấy thứ mới nhặt được thì tôi cũng biết được cái răng sữa dùng để làm gì. Nó sẽ giúp tôi nâng máu, sức, độ đói, no, hồi máu và số lượng kích hoạt đột biến mà tôi có. Còn điểm não thì giúp tôi nâng cấp các công thức khác và khá nhiều thứ hữu ích. Sáng hôm sau tôi làm thêm một cái nỏ nữa rồi lại đi hành hạ con nhện sói và phát hiện ra một tảng đá cần có bom để phá ở trong hang của nó. Công thức đó thì tôi cũng đã có, chỉ còn thiếu mỗi chứng kiến nữa thôi. Nên tôi phi ra tổ kiến to rồi mò mẫm tìm kiếm. Trong này cũng có khá là nhiều đá, đi sâu vào trong thì tôi nhặt được một cái chip của con robot trong khu thí nghiệm gốc sồi. Tuy nhiên do sắp hết đuốc nên tôi lại phải mò ra ngoài, làm một cái đuốc bằng nấm và một cái đuốc thường, rồi trở lại tổ kiến. Mò được một cái quần ong ở dưới đất, một quả trứng kiến, đập thêm được một cái răng sữa, nhặt thêm một quả trứng kiến, một cái áo giáp ong, rồi trở ra ngoài. Về nhà làm một quả bom. Nhờ tăng điểm nhăn não lên cấp 7 nên là tôi có thêm khá nhiều công thức mới. Hôm sau, khi đang xem các công thức chế tạo thì tự nhiên lòi đâu ra con kiến to vật. Chả hiểu kiểu gì nên là tôi lỡ tay đập chết nó luôn. Con nhện sói thì chắc cũng dỗi nên là hôm nay không thèm xuất hiện luôn. Nên tôi lấy quả bom vứt cạnh tảng đá và đập được một cái răng khôn. Sau đó tôi đi gặp con robot đưa cho nó cái chip chặt được ở tổ kiến. Rồi chạy vào phòng năng lượng, đập cái răng khôn ở trong đấy, ké một hớp nước rồi quay đít đi về. Không quên mua công thức ở cửa hàng não để nâng cấp cái túi nước lên gấp đôi dung lượng. Rồi dùng mấy viên đá nhặt được ở trong tổ kiến để nâng cấp cái nỏ lên. Nó giúp tăng sát thương và độ bền. Sau khi dò la một lúc thì tôi quyết định sẽ đi đến cái góc kia để khám phá. Trên đường đi tôi thấy có một cái bảng vẽ khá là to. Có nút để thay đổi màu sắc. Hai bánh xe hai bên để vẽ nét dọc, vẽ nét ngang. Cạnh đó có một cái hang và một con nhện sói đang gáy khò khò trong đấy. Một bức tượng sứ đang cầm lọ thủy tinh và một bộ bàn ghế với rất nhiều ong bu xung quanh. Và chúng nó rất độc ác. Còn có một miếng kẹo cao su giống như bộ lão của tôi vậy. Nhưng mà cái xẻng của tôi đều quá nên là không đào được nó lên. Cạnh đấy có một cái lọ nhựa to cùng với một cái răng sữa. Vì sợ mấy con ong nó nhào xuống chọc đít nên là tôi chạy men theo bức tường. Tôi leo lên ụ đất to và thấy một cái gì đó to đùng ở trước mặt. Vì không thấy có đường lên nên tôi quyết định đi vòng để tìm. Thế nhưng mà bên này lại có một ổ nhện nên tôi lại chạy vòng ngược lại. Chạy tận ra phía sau nhưng mà tôi vẫn không thấy có đường nào có thể lên được. Tôi cũng gặp thêm mấy con kiến màu đen. Bên cạnh đó có một cái ống nước vắt thẳng lên trên chỗ mà tôi muốn tới. Nhưng mà nó lại quá dốc để có thể leo. Tôi đành đi ngược lại và thấy một vài cái túi rác siêu to khổng lồ. Bên dưới cái tường gỗ thì là một khu thí nghiệm khác, tuy nhiên là nó lại khóa. Tôi tiếp tục đi thì tới chỗ có thuốc từ sâu. Tưởng trong này không bị ảnh hưởng, ai dè vẫn mất máu. Nên tôi buộc lòng phải quay lại và thấy một con bọ bi ở phía cuối. Con này có vẻ giống như con cánh cam. Sau khi tìm được chỗ để nấp, tôi nến nỏ, bắn để dụ nó tới, rồi chui tọt vào khe gỗ. Chui trong này thì tôi sẽ không bị nó hút chết, nhưng mà hất thì lại khác. Tôi tiếp tục đi khám phá và cái chỗ tường đá này có vẻ sẽ nhảy lên được. Thế là tôi phi tới, nhảy lên mấy cái lá và thành công đặt chân lên phía trên tường đá. Nhưng cũng chỉ tới được chỗ đó, nên tôi đi men theo bờ tường và tìm được chỗ nhảy khác lên được vùng đất mới. Chỗ này cơ bản thì vẫn đầy cỏ, nhưng mà ở gốc cây quả mọng thì có một đường ống gì đó. Có vẻ như là nó nối với cái khu ở phía dưới bức tường. Tôi chui vào một đoạn ống vỡ, nhặt được một đoạn băng, một đoạn ống khác thì có một cái răng sữa. Phía bên trên cây có một cái cửa, nhưng tiếc là nó bị khóa mất. Tôi tính nhảy theo lá để lên đoạn ống trên cao thì vô tình thấy một cái cửa khác dưới đất. Thế là lại nhảy xuống rồi bị nhện đuổi cho tụt quần. Nhưng rốt cuộc thì cửa này cũng bị khóa nốt. Có lẽ do tôi chơi theo kiểu đốt cháy giai đoạn nên là không thể mở được. Nên tôi đành lủi thủi chui rúc nốt phía trên này rồi quay trở về nhà. Không biết từ lúc nào là tôi đã có thể làm được chiếc mặt nạ phòng độc. Nên tôi làm lấy một cái, cùng với một bộ bếp đôi để chế biến đồ ăn, giúp tôi tăng khá nhiều hiệu ứng xịn. Tôi ngồi nghịch cái máy radar và thấy có cái hình super chip ở đúng chỗ hôm qua tôi tới. Có lẽ là chỗ đó thông với phòng thí nghiệm trong khu quả mọng mà tôi tới trước đó. Nhưng mà trước hết thì tôi vẫn cần phải nhặt nhạnh thêm vài thứ đã.
Nhờ có cái nỏ nên tôi có thể đứng bắn solo với con bọ cánh cứng mà không sợ thị nó ăn thịt nữa. Và nhặt được thêm một vài cái lông quạ, giết được thêm một vài con cánh cam để lấy đầu và làm thêm một cái rìu thay thế cho cái sắp hỏng. Và tôi cũng phát hiện ra là có một cái ánh sáng xanh ở ngay phía trên cái đèn cạnh nhà. Nên hôm sau tôi đu hoa bồ công anh xuống và nhặt được thêm một cái đồng hồ. Rồi đeo mặt nạ phòng độc và phi vào khu rò rỉ thuốc trừ sâu để đi tìm lại cái ba lô bị rớt vài hôm trước. Chỗ này cũng có cái máy quay vòng vòng, nhưng mà tôi không có đồ để sửa nó và chỗ này cũng rất là nguy hiểm. Cuối cùng thì tôi cũng tới được chỗ ba lô, nhưng mà nó không có cái gì để tôi liều mạng tới đây nhặt cả. Nên là tôi lại đi dụ con bọ bi tới rồi chui sâu vào bên trong cái khe gỗ và thành công hạ gục nó. Tôi bắt được một con kiến đen đang lọ mọ uống nước. Thấy một cái ống nước bị vỡ, tôi phi vào, nhưng mà tối đen xì nên là tôi lại lóp ngóp bơi ra. Tôi cũng thấy một cái sẻng to đùng, có lẽ đây là cách để tôi leo lên cái bàn ở phía trên, vì ở dưới nó còn có bom để nằm nổ cục đá. Đêm hôm trôi giúp cũng sợ ma, nên tôi nhảy lên một tàu lá, hướng mắt về nhà chờ đêm qua. Khi trời đã sáng, tôi chạy ngược lại vùng bị thuốc trừ sâu bao phủ, định tìm giường để leo lên thùng thuốc trừ sâu. Sau một hồi lạc đường thì tôi thấy thêm một cái cửa phòng thí nghiệm khác, nhưng mà nó cũng cần có bom để phá cửa. Trong này tôi có thể dễ dàng nhặt được mấy cái xác con côn trùng chết ngạt, cũng như là tìm được một trạm nguyên cứu nữa. Vì hòm đồ sắp đầy nên tôi quyết định rời khỏi đó, chui xuống hang kiến để chôm trứng rồi xách váy chạy thẳng về nhà chế bom. Tuy nhiên có một chỗ mà tôi chưa tới ở dưới khu này. Đó là một cái hố khá là sâu và có một cục đá cần bom để phá, nên tôi ném bom vào đó. Rồi cầm đuốc bước vào trong đập được hai cục đá. Ở phía trong trùng thì nó lại có một tảng đá cần bom để phá nữa. Thế là lại xách đít tới tổ kiến. Lần này thì bọn kiến đẻ lung tung khắp nơi luôn. Để cho an toàn thì tôi phi tít vào trong nhặt một quả, sau đó rình rình nhặt thêm một quả ngay cạnh cửa hang rồi ù té chạy. Tôi vác bom vào phá cục đá thứ hai trong hang. Phía tít trong có một cái trạm nguyên cứu khác cùng với một vài con ấu trùng. Đi thêm một đoạn nữa thì lại có thêm một cục đá to đùng. Cũng may là tôi làm thừa một quả bom nữa nên là... Tôi hùng dũng đi vào trong, nhưng mà nhìn thấy cả đám ấu trùng nằm đấy thì tự nhiên thấy rén vô cùng. Nhưng mà nhờ có nỏ lên mỗi con tôi chỉ cần bắn 3 nhát, bọn nó còn không kịp chạy lại gần tôi luôn. Khi tiêu diệt hết, tôi đi vào trong này thì không thấy gì cả. Chỉ thông với một nối ra ngay cạnh khu tôi sống. Hôm sau tôi lại tới ăn trộm trứng ngay trước mặt của đám kiến, rồi lại chạy một mạch tới chỗ có thuốc trừ sâu, nhặt thêm một cái răng sữa, rồi dùng bom phá cửa phòng thí nghiệm, nhặt được một cái dương có vài cục đá, rồi đi sâu xuống tầng dưới. Bắn hạ hai con robot canh cửa rồi không thèm ngó nghiêng, cứ thấy cửa là mở, nên bị một đám mọt nổ ra lùa. Tôi co chân chạy vào một phòng khác thì bị một đám nấm tự phát nổ. Sau một hồi thì tôi cũng luồn được vào phía phòng bên trong, mở được một cái cánh cửa phòng thí nghiệm ở đâu đó mà tôi cũng không biết. Tôi liều mạng chạy lại cái cánh cửa mà tôi vô tình mở trước đó, chạy xuyên qua rồi thấy một rãnh nước. Bên trong lại có thêm cánh cửa khác, mở ra thì có một con cánh cam bị đột biến. Cửa đã bị đóng nên không còn cách nào khác, tôi buộc phải chiến đấu với nó. Con này thì cũng dễ đánh vì nó chỉ có chiêu ném bom nổ chậm, nên là tôi có thể dễ dàng tránh nó. Sau một hồi thì tôi cũng bắn chết được nó và mở cửa vào phòng phía trong. Có một đám mọt đột biến phi ra, nên là tôi nhảy qua bọn chúng rồi đi vào phía trong, nhặt được một cái super chip, ba quả bom và một vài thứ linh tinh. Hôm nay chiến đấu dã rời, là một cái ghế rồi ngồi đăm chiêu, ngắm hoàng hôn tắt cuối chiều, nắng chiều tỏa sáng như thiêu mất người. Chưa bao giờ cuộc đời của tôi lại bình yên tới thế. Hôm sau tôi mang chip tới trả cho con robot và nó yêu cầu tôi tới phòng thí nghiệm khu hàng rào. Đấy là chỗ mấy cây quả mọng mà tôi đã tới vài hôm trước rồi, nhưng mà chắc tôi bỏ qua một cái thứ gì đó. Tuy nhiên là hiện tại tôi đã có 5 cái răng sữa nên tôi dùng để tăng thêm một điểm vào chiêu đột biến có thể dùng. Sau đó lại dùng điểm não nhăn để mua thêm 2 cái nâng cấp nữa, mặc dù là có khi chả dùng đến nó. Rồi tôi theo cái dây điện màu đỏ tới chỗ phòng thí nghiệm rồi nhảy theo lá tới một cành cây to đùng và nghe thấy một tiếng rất là thân thương. Đó chính là con muỗi. Cái bụng đầy máu thế kia.
Thôi thì tôi té không lìa đời ngay. Sau đó tôi thấy một cái đĩa đồ chơi có một vài con nhện và một cái đồng hồ khác. Cạnh đó là một cái hang nhện khổng lồ, áng chừng to gấp 10 lần, rồi chui vào đấy là mặt đần trở ra đấy. Đi thêm một đoạn nữa thì tôi thấy có cáp treo nối đến một phòng thí nghiệm. Mà lúc này thì tôi mới biết bản thân có thể dùng cái cáp treo để di chuyển. Vậy mà tôi nhảy loi choi ở trên đống lá, ôi giời ơi thằng đần. Nhưng mà rốt cuộc thì để sang được khu đối diện tôi vẫn phải tiếp tục làm thằng đần tiếp. Bên này là những cái đường ống rất là dài, men theo cành cây thì tôi tìm được đường đi vào trong. Chỗ này có một cái máy tính và nó yêu cầu tôi phải có mật khẩu để mở cánh cửa bên cạnh. Thế nên tôi lại đi lang thang. Cũng may là tôi tới vào ban đêm nên bọn nhện đã đi ngủ hết. Nhưng mà bọn robot thì không. Tôi đành phải ra tay hạ gục hết bọn nó. Tôi nhặt được một cái răng khôn ở phía ngoài cành cây và trượt theo dòng dọc để nhặt được một phần của mật khẩu. Nhặt thêm được một cái răng sữa trên nóc và phần mảnh giấy mật khẩu thứ hai với chữ UR, thứ ba với chữ Y và cuối cùng là số 58. Sau khi nhập đúng mật khẩu thì cái cửa đã mở và thu thập được một cái super chip nữa. Tôi nhảy men theo lá đi ra ngoài, định sẽ nhảy luôn xuống từ đây. Nhưng mà vô tình lại thấy một cái trạm thí nghiệm nữa. Nên tôi phi vào xem và nhặt được một cái đồng hồ. Có lẽ đây là chỗ quan sát chính của chủ phòng thí nghiệm, vì ở đây thì có thể quan sát toàn bộ khu vườn. Tôi nhặt thêm được một cái răng sữa nữa ở ngay trên trà cây. Rồi xuống dưới lần mò chặt thêm vài quả mọng. Tôi vô tình gặp một bộ xương người ở cạnh đám mọt. Lục trong bộ xương thì tôi nhặt được một cái huy hiệu giúp tôi hồi máu khi đỡ đòn thành công. Quá là hoàn hảo so với khoảng cách chiến đấu của tôi. Chỉ cần đỡ đòn chuẩn là máu của tôi sẽ hồi lại một cục. Quả là một vật phẩm tuyệt vời. Vì có nhiều quả mọng nên tôi làm một cái giá treo khác. Rồi đang lò mò tìm đồ thì nghe thấy tiếng còi báo động. Đồ đạc trong nhà tôi nháy đỏ hết cả lên. Và có thông báo là đàn ấu trùng tấn công. Nhà tôi ở tít trên này. Bố con nhà nó thì thánh bày cũng trả xong. Sau khi phơi xong đám vỏ quả mọng thì bọn ấu trùng cũng chán mà rút lui. Đêm hôm đó, trong cơn mơ ngủ chập chờn, tôi thấy mình đang ở trong một phòng thí nghiệm nào đó. Chân tay thì bị trói chặt trên ghế và bị một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người. Rồi buồn tè mà tỉnh mất. Sau đó tôi đem cái super chip cho con robot và nó yêu cầu tôi tìm thêm con chip nữa. Không biết là nó chơi chip hay chơi đồ mà đòi lắm thế. Hiện tại thì tôi có hai hướng để đi. Thứ nhất là tìm phòng thí nghiệm dưới hồ cá. Nhưng mà dưới nước thì tôi không thể thở và cũng không chắc là con cá coi kia phân biệt được sự khác nhau giữa tôi và con nòng nọc. Thế nên tôi chọn mục tiêu thứ hai là phòng thí nghiệm ở tổ kiến đen. Trên đường đến đó thì tôi thấy có ba con muỗi đứng cản đường, thế là tôi lấy nỏ dụ từng con tới, rồi đỡ đòn và đáp trả. Con này đánh cũng dễ thôi, nhưng mà hai đứa thì ối rồi tôi đi. Nhưng mà tôi chỉ để bị bắt nạt một lần thôi, nên là khi trở lại tôi bắn hạ từng con và lên đường tới vị trí kiến đen mà tôi đã thấy vài hôm trước đấy. Giờ thì so với bọn muỗi thì tôi cũng không biết thằng nào hút máu nhiều hơn thằng nào nữa. Nhưng mà tôi chỉ cần đỡ đòn chuẩn là máu lại đầy đủ, còn nó thì không. Lần mò thế nào lại đúng chỗ có cái sẻng bị chặn bởi cục đá. Thế là tôi lấy bom ra ném nổ cục đá. Cái sẻng đổ xuống tạo thành một con đường giúp tôi lên cái bàn phía trên, nơi mà có cả đàn ong đang bay dập trời. Tôi chỉ dám mon men ở phía không có ong. Và lấy được thêm một cái lông quạ. Trên này cũng có hai con kiến đen nên tôi khật luôn để nhặt xác. Phía cuối này chỉ có một con đường để sang bên kia và được canh gác bởi hai con ong mật. Không có cách nào khác nên tôi phải dụ từng con ra để đánh và kết cục thì vẫn cu như ý. Cũng may là tôi làm trước một cái lán ở dưới cái sẻng để hồi sinh cho gần rồi lại lên và dần hai con ong ra bã. Tôi chạy sang bên cái ghế đối diện, bên đó có một vài cuốn sách đặt dựa vào một cái hộp. Tôi lấy búa đập đổ cái quai hộp tạo cho tôi đường để đi lên trên bàn. Có nguyên một tòa tháp ở trên này. Bên trong không có con gì ngoài mấy bức tượng người kiến. Phía cuối có một cái dương yêu cầu chìa khóa, thứ mà tôi không có. Bên cạnh tòa tháp là một cái trạm nghiên cứu khác. Nhờ đánh kiến đen nên tôi đã có công thức làm sẻng cấp 2. Với 5 điểm gang sữa thì tôi nâng mỗi cái một điểm cho đều. Và dùng điểm não mua công thức làm dòng dọc với thang. Ba cái răng khôn tôi nâng hết vào tăng số lượng đồ mang theo. Sau đó tôi nhảy xuống cái hộp ở cái ghế bên dưới và nhặt được thêm một cái răng sữa rồi trở xuống đất
ngủ qua ngày hôm sau. Mới ngủ dậy đang lơ mơ thì tôi thấy bốn con kiến nối đuôi nhau thành hàng. Thế là tôi đi theo để tìm tổ của chúng nó. Bốn con kiến dẫn tôi đi lòng vòng, đi vòng vèo, rồi nó lại quay ngược trở lại. Bọn mất dậy. Thế là tôi phải tự mò mẫm. Vì chỗ này cũng khá gần chỗ con bọ bi nên tôi lại dụ nó rồi chui vào khe gỗ bắn chết. Tôi mò mẫm tìm trong đống rác thì lại vô tình thấy một cái miệng hang kiến. Và đó chính là hang của con kiến đen, chỗ mà tôi cần tìm. Tôi liều mạng lần mò vào trong cho tới khi chạm trán với một con kiến thợ. Cả hai lao vào bập luôn. Nhưng lại thêm một con kiến khác xuất hiện nên là tôi tạm thời tẩu vi thượng sách. Sau đó tôi quay lại thì từng con kiến rồi tiến được vào khu trung tâm của ổ kiến. Điều ngạc nhiên là ở đây lại có dây điện và bóng đèn nên tôi lần theo một hướng. Thấy một cánh cửa phòng thí nghiệm và tất nhiên nó bị khóa rồi. Tôi tiếp tục chạy ngược lại theo đường dây điện và tìm được khu thí nghiệm trong tổ kiến đen. Vì cái cửa bị khóa cùng với việc là kiến đang bu lại nhiều nên tôi nhảy lên phía trên cho an toàn. Nhặt được thêm đồ ăn uống, nhưng mà cửa ở đây cũng bị khóa. Khi thấy kiến mò đi chỗ khác, tôi liều nhảy xuống, chạy lên trên dốc. Thấy có một cánh cửa khác nhưng cũng bị khóa, nên tôi phi tới chỗ có ánh sáng, rồi chui vào cái lỗ và bị kẹt. May mà con kiến chỉ cắn tôi một phát rồi bỏ đi. Loay hoay mãi thì tôi mới chui vào được và ở trong đấy có một cái cục đá to chắn đường vào phòng thí nghiệm. Nên tôi đáp cho hai quả bom và chui được vào bên trong. Ở đây chỉ có một con robot và nó nằm luôn sau một combo của tôi. Tôi kích hoạt máy tính để mở các cổng A của khu thí nghiệm. Tôi mò theo con đường và mở được cổng thông ra chỗ mà tôi đã nấp trước đó. Tôi đi vào cái cánh cổng trước đấy đã bị khóa trong lúc bị kiến đuổi và chui vào một cái nắp thông gió. Trong này có rất nhiều thứ mà tôi không buồn nhặt. Sau khi thịt mấy con robot ở tầng dưới, tôi mở tất cả các cổng B. Rồi dụ và tiêu diệt đám kiến ở một khu khá rộng, thấy một cánh cửa sập rất to. Phía trên có một công tắc dùng để kéo cửa lên. Tôi dùng bom phá chỗ kính bị nứt rồi chui vào bật máy và bot xuất hiện. Xung quanh nó sẽ có một vài con robot hỗ trợ, còn bot thì bắn ra quả cầu điện bay từ từ. Sau khi xuống dưới 75% máu thì nó bắt đầu chơi bẩn, kích hoạt cột laser ở giữa phòng, gây sát thương khi bị quẹt qua người. Dưới 50% máu thì nó kích hoạt thêm các trụ điện ở 4 góc phòng nữa. Và tất nhiên là main chính thì tôi đã tiêu diệt được nó sau 8 lần chết và nâng cấp hết bộ đồ lên cấp 5. Khi chết thì nó rớt ra một cái thẻ quẹt. Nó dùng để mở các cửa trong khu này. Tôi lên phía trên tầng và nhặt được một cái super chip tiếp theo. Sau đó mở cửa đi ra để nhìn nhại ánh mặt trời. Vì túi đồ đã đầy nên tôi về nhà làm một cây kim mũi có khả năng hút máu. Sau đó đem trả chip cho con robot và giờ tôi chỉ còn một cái chip ở dưới hồ cá nữa thôi. Giờ tôi đã có công thức của cái rìu mối nhưng mà cần có đầu của con mối. Và tôi nghi ngờ là con mối sống ở trong cái chậu đo đỏ kia. Tôi làm thêm một cái khiên kiến đen để tạo nên combo hút máu với kim mũi. Sau đó tôi trở lại hang kiến đen lần mò và tìm được một cái cửa hang khác. Nó lại thông với cái chậu đỏ mà tôi muốn tới. Nhưng mà bầu trời tỏa nắng chang chang, làm nền cát nóng như giang chín người. Nên tôi lại đành phải chờ cho tới khi khuất nắng thì mới dám lên. Thứ đầu tiên tôi gặp ở đây là một con kiến sư tử. Con này có chiêu đào cát rồi chui lên cắn từ phía dưới. Tuy nhiên nó lại rất dễ đánh và hầu như chỉ có đứng yên để cho tôi chọc. Nhưng ở đây đã có rất nhiều những con như thế, nên là sau khi giết được 4 con tôi chán không thèm đánh nữa. Và vô tình tìm được một phòng thí nghiệm khác, nhặt được thêm một con chip và tìm được một trạm nghiên cứu bị ngập dưới nước. Sau đó tôi dùng điểm não để mua công thức sửa đồ, nâng cấp đồ và nấu ăn. Rồi tìm đường đi lên trên thành của cái chậu cát. Tôi chạy được nửa vòng thì nắng lại lên, cũng may là trên này không bị nóng. Tôi men theo vành chậu nhảy xuống lâu đài cát phía dưới và trốn dưới bóng râm để không bị nóng. Cơ bản thì phía trên lâu đài cát này không có gì cả. Nên tôi nhảy xuống dưới rãnh nước để tìm kiếm và thấy một cái dương cần chìa khóa để mở. Sau đó tôi trốn vào một cái chậu cây để tránh nắng khi trước mặt có cái ánh sáng gì đó đang lấp lóe. Khi tắt nắng tôi ra tìm thì không thấy gì cả. Vì đang sắp chết khát nên tôi quyết định gieo mình xuống dưới để về nhà.
Ngày hôm sau tôi chủ yếu ở nhà quay sợi và tìm kiếm thêm đồ ăn để phục vụ cho các chuyến đi tiếp theo. Mọi thứ đã đầy đủ, tôi men theo hốc đá rồi lên được cái khu có cái chảo BBQ đổ chành ảnh. Ở đây có một con bọ bi khác nên tôi vác đồ ra chơi nó luôn. Rồi tìm thêm được một cái trạm nghiên cứu khác và mò ra chỗ chảo khổng lồ. Ngoài những bãi tro đã nguội lạnh thì ở đây có những cái cục than vô cùng nóng bỏng. Ý tôi là cực kỳ nóng bỏng. Sau đó tôi bị một con ấu trùng đuổi nên là phải trốn lên cái vung nồi. Trong khi đang ngắm nghía xem có gì nhặt được thì lại có ánh sáng lóe lên. Tôi cũng không biết có tới được đó hay không, nhưng mà trước hết cứ phải đánh dấu đã. Phía trên của cái vung nồi là một vùng hoàn toàn khác. Ở đây có những con cánh cam, nhưng mà nó lại hung dữ. Cũng may là tôi có làm được một cái lán ở ngay chỗ trạm nghiên cứu trước đấy rồi. Tôi né mấy con trâu đó ra, rồi đứng bắn mấy cái kén sâu ở phía trên trần. Nhưng mà nó lại cần rìu xịn hơn mới bổ được. Nên tôi lại đi men theo khu này để khám phá, rồi tìm được thêm một cái răng sữa. Ở một vũng nước tôi tìm thấy một cửa phòng thí nghiệm khác và tất nhiên là không mở được. Cạnh đó có một cái dây điện và thấy dây điện thì phải đi theo thôi. Nó dẫn tôi tới một cánh cửa khác, vẫn là bị khóa. Để xem có thể lên phía trên được không thì tôi dùng chế độ chụp ảnh để trinh sát. Có thể trèo lên được phía tận trên này, nhưng mà cũng chỉ tới được đấy thôi. Thế nên tôi lại xuống dưới và leo lên khu hiên nhà. Trèo lên gậy bóng chày và thấy một lũ kiến đen đang bảo vệ một cục kẹo. Thế là tôi tìm đường leo lên thành ghế và dùng nỏ bắn chết mấy con kiến thợ rồi lao xuống dưới dùng búa đập và nhặt các hạt rơi rồi chạy tóe khói. Sau đó tôi nhảy xuống phía dưới và trèo lên cái xe đạp. Tôi cố chạy phía cuối bàn rồi leo lên một cái ống nước rồi lại chui vào một đoạn ống rách và đi tới gốc cây gì đó. Ở đây ngoài một cái vỏ trứng cần có thịt của con bọ ngựa thì không thấy có gì nữa cả. Thế nên tôi lại chui ra tìm về lán ngủ. Sáng hôm sau tôi lại ra chỗ bếp nướng, đi vòng vòng để tìm xem có gì khác không, thì thấy một con bọ hung phát sáng rất đẹp. Thế tôi vác nỏ đuổi theo để bắn nó. Nhưng nó lại chạy vào chỗ lửa nóng nên tôi bó tay. Một lúc sau thì nó lại phi ra rồi lại chui xuống đống tro. Nhưng vì thế mà tôi thấy có một đốm sáng lóe lên ở dưới tro, nên tôi lấy xẻng ra đào lên và nhặt được một cục muối. Và cả bên khu này thì có rất nhiều con ấu trùng khốn này. Đánh nó phát mệt ra. Vì bên dưới không có gì nên tôi mò lên trên, luồn ra phía sau cái bếp nướng và bắt gặp một con bọ cánh cứng đen. Tôi vác nỏ bắn luôn, nó cũng rất ngoan khi đứng im cho tôi bắn, rồi phi đầu lao xuống dưới và đứng im tiếp. Nhưng mà do số tên của tôi đem theo không đủ nên khi hết tôi nhảy xuống dưới nhặt thêm. Đến lần thứ hai thì nó cho tôi một hít về thành. Với sự quyết tâm trả thù đang dâng cao, tôi lên đường về nhà, làm thêm một đống mũi tên. Tiện thể làm sẵn một cái khung ròng dọc để sáng hôm sau làm thêm một cái nữa ở khu bếp nướng, nối dây để có thể tiện di chuyển. Nhưng tiếc là nó chỉ đi được một chiều. Sau đó tôi trở lại trả thù con khốn nạn và đào được một cái dương với một vài món đồ. Dưới cái khe này thì có rất nhiều chỗ như vậy nên tôi kiếm được kha khá thứ từ đó. Còn có một cái hang trông không giống hang kiến lắm. Nhưng mà vì không có đuốc nên tôi tạm thời trở ra, làm đuốc rồi quay lại. Và đây là hang của con mối. Kể cả là mối thợ nhưng mà bọn này cũng rất máu chiến, sẵn sàng lao vào bem tôi luôn. Và tôi bị chết vì cái chiêu khạc độc nổ của nó. Hôm sau tôi tiếp tục đi lang thang và đào được một cái cục kẹo cao su. Thấy có một đoạn ống bị nứt, bên trong có một viên bổ não và một cái răng sữa. Sau đó giết con nhện canh cửa để vào trong lấy được răng khôn. Tôi tìm được một cái trạm nghiên cứu ngay cạnh một cái lỗ phía bên trong đống củi. Nhưng mà trước khi làm được điều gì đó ngu si thì tôi làm một cái lán rồi xét điểm hồi sinh và ngủ luôn. Sau một hồi quan sát thì tôi nhận ra cái lỗ này chính là tổ mối. Nên tôi dụ bọn nó đến chỗ gốc cây rồi bắt đầu hành hạ. Thế là tôi có đủ nguyên liệu làm chiếc rìu mới. Tôi giết thêm một vài con nữa rồi xách đồ về nhà. Làm một cây rìu rồi nâng nó lên cấp 5. Ngoài việc chuẩn bị đồ ăn thức uống thì tôi còn làm một cái bát lá cây, đem vứt giữa đường để dụ con dẹp đến ăn và thành công biến nó thành thú cưng. Hiện tại chỉ có phòng thí nghiệm dưới hồ cá coi là tôi chưa tới, mà muốn tới được dưới đó thì sẽ cần có cái mũ bong bóng. Mà nguyên liệu thì lại chỉ có ở dưới hồ cá, nên tôi buộc phải gieo mình xuống dưới đấy và cố gắng nhặt nhạnh hết mọi thứ có thể.
Dưới này thì cũng có những chỗ có bóng khí, nhờ thế mà tôi có thể thở thêm được 40 giây nữa. Thế là tôi mạnh dạn theo cái ống khí xuống sâu hơn và quay trở lại nhặt ba lô bị trôi trên mặt nước, đồng thời bắn được một con bọ nước, cướp luôn được một chân của nó. Tôi vẫn cố gắng bơi sâu xuống dưới thêm một lần nữa và kết quả vẫn là chết ngạt. Cũng là lần thứ hai mà tôi phải chạy từ tổ mối về nhà vì quên vẫn để điểm hồi sinh ở đây. Sau một tối tìm hiểu thì sáng hôm sau tôi trở lại hồ cá, bơi dưới lá súng để thu tập sáp. Sau đó men theo phần nông ở sát bờ, cố gắng tìm thêm các thứ khác. Dưới hồ cũng có những cái con nhện. Trong lúc hoảng hốt nhảy lên lá thì tôi vô tình tìm được cách dùng vũ khí bằng cách nhảy lên trên mặt nước, bắn một cái. May mà mấy con nhện này thì cũng không được khỏe cho lắm. Tôi cũng giết thêm được một vài con bọ nước để lấy chân trèo. Có những con nòng nọc to vật, tôi tưởng thế nào ai dè một hít đã nằm ngửa, nhưng mà chỉ rớt ra được một miếng thịt. Phía dưới chân cột có một cái cửa mà tôi có thể mở được. Thế nhưng mà do dưỡng khí ít quá nên là tôi bơi lên, lấy hơi rồi lại lặn một mạch xuống, xuyên qua hành lang ngập nước. May mắn là ở phía cuối có không khí trong một căn phòng nhỏ. Ở đây thì tỉ toàn là đá nên là sau khi nhặt xong tôi bơi ra ngoài. Bể còn có những con bọ chét nước, rất là máu chiến. Gặp tôi là muốn ăn thịt ngay, nhưng mà cũng chỉ trụ được một hít. Rớt ra một miếng thịt. Tôi cứ nghĩ là cái bể này chỉ có một con cá koi, ai ngờ có đến 4 con tập trung ở phía này. Ngụp lặn nguyên một ngày, nhưng không được thêm gì khác nên là khi nắng chiều dần buông, tôi cũng rời luôn bể cá để về ngâm cứu mấy thứ tôi đã nhặt được và có được những công thức mới. Nhưng mà cả hai công thức đó thì cần có mảnh xương, thứ mà tôi không biết kiếm ở đâu. Còn con dao đá này thì tôi có thể làm được. Hôm sau tôi quay lại bể, cầm dao lao xuống dưới chặt thử mấy cái cây dưới nước. Đến chỗ bụi cỏ nước thì tôi có thể chặt được nó, nhờ thế mà tôi có thêm được một nguyên liệu dưới nước mới. Con dao này cũng có thể chém quái dưới nước, nhưng mà hơi chậm. Đang nghỉ ngơi ngắm cảnh thì con cá koi phát hiện ra tôi và từ từ lao tới. Nó đè cả vào người tôi, nên tôi lấy dao ra chém nấy chém để. Nhưng mà chém mãi không thấy nó chết nên tôi ngó xung quanh và thấy vảy của nó rớt ra. Tôi phi vội xuống và nó cho tôi lên đường luôn. Chặt lá tới chiều, tôi đi về sớm và phân tích vảy cá có được công thức làm sáp. Sau đó về nhà làm một cái chân ếch bơi cho nhanh, cùng với một cái ống thở để nhịn thở được lâu hơn. Nhờ hai thứ đó mà tôi có thể bơi nhanh và nhịn thở tới tận 80 giây dưới nước. Thế thì ngại gì mà không xuống dưới sâu hơn nữa. Nhưng mà ở dưới này, ánh sáng mặt trời không tới được nên tối om như mực. Bù lại có mấy cái vảy cá koi bị rớt, chỉ cần dùng xẻng xúc chứ không cần liều mạng nữa. Vì có tận đến 80 giây để sống nên tôi quyết tâm bơi vào cái khu công trình phía dưới sâu. Ở đây có những cái quạt thổi nước giúp tôi bơi vào trong nhanh hơn. Tôi thấy một cục bổ não ở phía trước với tâm thế thà chết no còn hơn chết trôi. Tôi lao vào ăn và cánh cửa mở ra. Thế nào lại với tâm thế thà chết ngày còn hơn là ma đêm. Nên tôi lại bơi theo ánh sáng, xuyên qua cái đường hầm tới một căn phòng có máy quét vân tay. Tôi mở được cánh cửa ra, phi vào bên trong thì may là chỗ này có không khí. Trên bàn có một cái đuốc dùng dưới nước, một vài thứ trong dương và một cái cần gạt để khởi động hệ thống điện. Nhưng mà đang bị tắt ở ba công tắc. Phía trong này có một con robot dùng chiêu như con bot mà tôi đã đánh, nhưng mà có nỏ thì chấp cả bố con nhà nó luôn. Trong phòng có một cái buồng ngủ nên tôi đặt chỗ hồi sinh ở đây luôn. Sau đó tôi trở ngược lại để đi ra ngoài và đào được cái xương mà tôi đang rất muốn có. Nhưng mà hết hơi nên là lại phải lên lấy hơi rồi lại phi xuống. Đang lần mò thì tôi thấy cái công tắc to lù lù ở trước mặt. Thế là tôi lên xoay một vòng để khởi động nó. Cái thứ hai thì canh giữ bởi mấy con nhện, nhưng mà tôi bỏ qua bọn nó vì đánh là sẽ chết ngạt. Tôi tìm thêm được một cái đồng hồ và thấy công tắc thứ ba ở trong một đoạn đường ống. Sau một hồi lần mò thì tôi cũng tìm được đường vào trong cái ống đó và kích hoạt cái công tắc. Nhưng mà vì dùng đuốc bố láo cộng thêm việc sắp hết dưỡng khí nên tôi phi lung tung trong bóng tối và chết ngạt. Nhưng trước đấy thì tôi vẫn nhặt được một vài đồ ở cái xác dưới đấy. Tôi hồi sinh lại ở buồng ngủ trong khu thí nghiệm. Nhưng ba lô của tôi lại được ship lên phía trên mất rồi. Nhưng nhờ kích hoạt ba công tắc mà tôi đã mở được cái cửa ở phía trên. Ở đây có một cánh cửa dẫn tới một khu khác. Cuối đường là một đoạn ngập nước tối om. Không còn cách nào khác nên tôi buộc lòng phải bơi ra, lên trên nhặt ba lô, về làm hai cái đuốc dùng dưới nước,
một cái dao xương đập lên cấp 2 và một cái đinh 3 để đánh nhau dưới nước. Hôm sau tôi vác đèn chui lại chỗ căn phòng bị ngập nước, tìm được một cái lỗ chui xuống, nhặt được một vài viên đá trong dương, đào đống đất sét cản đường và chui lên khu hành lang có không khí khác. Trong này có một cái máy tính yêu cầu mật khẩu, tôi kích hoạt nó, nhưng mà nó vẫn yêu cầu để khởi động lại hệ thống ở một máy tính nào đó. Tôi tìm được một căn phòng khác, nơi mà có một lũ robot đang chờ sẵn. Sau khi tiêu diệt xong, tôi lên tầng trên và nhặt được một đống bắp cải được trồng vòng quanh khu đó. Ở giữa là một khu điều khiển, có một cái chip cuối cùng mà tôi cần tìm, cùng với một cái máy tính có khả năng khởi động lại cả khu này. Nó giúp mở cánh cửa ở phía trên, và ánh sáng từ phía trên hồ có thể chiếu được xuống phía dưới này. Phía dưới cùng là một cái lỗ thông ra phía bên ngoài hồ. Tôi về đưa chip cho con robot, nó lại chỉ cho tôi một con chip khác ở chậu cát, một cái ở tổ mối và một cái ở khu mà tôi chưa tới bao giờ. Tôi làm một cái mũ kiến sư tử để chống nắng, rồi hết nguyên liệu để làm quần và áo. Thế nhưng nhiệm vụ tiếp theo lại có nói về cái ghế ở cạnh nhà kho, rõ ràng là cái ghế mà tôi đã từng lên trước đó. Tiện thể thì tôi sẽ đi qua cái chỗ bếp nướng để lấy thứ mà tôi đang thèm muốn, đấy là than. Nhưng để đào được than thì tôi sẽ cần có bộ giáp từ kiến sư tử để chống nóng, mà kiến sư tử thì nó lại ở cái chậu cát kia. Tuy nhiên giờ đang là ban ngày nên tôi tranh thủ đi khám phá cái ống nước này. Giờ tôi đã có đuốc và dao nên là cái ống nước này đã không còn là khó khăn nữa. Nhưng mà lại quên cái ống thở, cũng may là trong này có chỗ để lấy hơi. Điểm cuối của cái ống là phòng thí nghiệm, nơi mà tôi đánh nhau với con gánh cam đột biến. Sẵn tiện ở đây thì tôi tới căn phòng mà tôi chưa kịp khám phá, nhặt được một cục bổ não và một cái bộ xương có huy hiệu phòng thủ. Tới buổi chiều khi khuất nắng thì tôi vào trong kiệu cát và tìm được con kiến sư tử ở dưới hố. Con này có chiêu ném xác kiến lên, nhưng mà cái loại ở dưới hố thì chỉ có chết. Sau vài chục vòng hoa hết cả mắt thì tôi cũng tiêu diệt được nó. Nhưng khi tôi xuống nhặt xác thì cát nó lại sụt xuống và để lộ một cái hang lớn. Phía trong có một con kiến sư tử bị kẹt, tôi liền hóa kiếp cho nó luôn. Ở cuối tôi đập được một cái răng khôn nữa, nhưng viên đá này thì chiếc búa cấp 2 của tôi không thể đập được. Yêu tới nay hơn nửa đêm thì tôi cũng làm được cho mình một bộ giáp kiến sư tử. Vì 24 giờ trong game này bằng 48 phút ngoài đời, và có quá nhiều thứ để tôi truyền tải tới các bạn, nên là tôi sẽ làm mỗi video 50 ngày. Chứ 100 ngày thì có khi mất cả tháng để làm mất. Vậy nên hãy cùng nhau chờ xem việc gì xảy ra ở 50 ngày tiếp theo trong video tới nhá. Bye bye!